Đừng nên đến quán bò chị Ba khi chưa biết những điều này. Điều đầu tiên và nhất định phải gọi là bò sốt trứng muối và phô mai, bởi vì ở đây làm nên tên tuổi của món bò sốt trứng muối luôn á. Và đặc biệt khi bỏ phô mai và trứng muối trên bếp than, các bạn canh phô mai chảy ra là bỏ xuống được rồi nha. Để lâu quá thì sốt trứng muối và sốt phô mai ra dầu sẽ không ngon á. Cái hôm tôi đi bên chi nhánh 1B Nguyễn Văn Hữu quận 1, mấy anh nhân viên hơi bị dễ thương luôn. Thấy nhóm tụi tôi để lâu quá bị chảy dầu, bạn nhân viên thay hẳn hai chén nước sốt mới cho tụi tôi luôn. Cái điều thứ hai nữa là chi nhánh mới 1B Nguyễn Văn Thủ là nằm ngay phía đường Trường Sa, mát mẻ thoải mái mà giữ xe trước quán nữa, không có phải đi đâu xa. Chỗ ngồi rộng thoáng mát hơn hẳn, lại còn nằm ngay cái mặt bằng quận 1 đắt đỏ nữa. Mà ta nói cái sốt trứng muối đây thần thánh ghê. Đến độ thằng em tôi chan bánh mì chấm sốt trứng muối, trong khi đồ ăn trên bàn thì ê hề. Tính ra giờ mà ai rủ đi ăn bò nướng tôi chỉ nhớ tới mỗi quán bò chị Ba, bởi vì thật sự là đáp ứng đủ các nhu cầu của tôi, ngon bổ rẻ. Nhưng có một lưu ý nữa là bà nào mới gọi đầu thì không nên đến quán đâu nha. Tại vì ăn ở đây dính lắm luôn á, hết món này là gọi tới món khác thôi. Nên dù là quán đã sử dụng than ít khói, thì với một đứa ăn 7-8 dĩa bò nướng như tôi thì không có chuyện là không ấm mùi đâu nha. Cái món này nhìn vậy thôi chứ ngon xỉu. Chân gà nướng sa tế ở đây, các bạn nhớ nướng cho nó xém cạnh một chút, chấm với nước sốt màu xanh này nè. Gia vị được ướp đậm đà, dai giòn sần sật. Trời ơi, phải nói là ngon đỉnh cao. Lần đầu ăn thử trái điều và cái kết bất ngờ. Để kể mọi người nghe, tôi lên Long Khánh á mọi người, nhà chú tôi trồng nguyên một vườn đều này luôn nè. Xong rồi cái tôi hái nha mọi người, mà nó có hai màu. Một cái là cái màu đỏ đỏ hồng hồng như vậy nè, còn một cái là màu vàng. Mà khi tôi mở ra nha, nó xốp xốp và nó rất là mọng nước luôn. Bây giờ tôi sẽ ăn lại muối chú Hải nha mọi người ơi. Tại tôi nghe đâu là cái điều này nó chát lắm. Ngon vậy? Ê, nhưng mà ban đầu tôi tưởng chát nha mọi người ơi, nhưng mà ăn vô cái phần nước nó rất là nhiều luôn, nó vẫn có chát nhưng mà nó cực kỳ ngọt luôn. Cắn vô một cái thôi là nước nó tứa ngập răng luôn mấy bà ơi. Chấm với cùng với muối chú Hải mà công nhận nó cay nha mọi người ơi. Chua chua ngọt ngọt chát chát nhẫn nhẫn thôi, nhưng mà cái độ ngọt của nó át đi được cái độ chát cái nhẫn luôn. Mà cái này chấm với muối ớt là còn ngon dữ nữa mấy bà ơi. Nhưng mà nếu như bạn nào mà ăn mà hay sặc cái chấm với muối ớt là tới công chuyện luôn á, nó sặc lên tới ốc. Chua luôn. Chua ngọt ngọt cái nước hạt đều nó cũng thơm mấy bà ơi. Cắn một cái ngập răng nha mấy bà, nó nhẫn thì nó có nhẫn thiệt, nhưng mà nó mềm mềm xốp xốp ăn đã lắm luôn á. Ban đầu á tôi nghĩ tôi ăn không được, nhưng mà ai ngờ tôi ăn liên tục mấy trái luôn. Cái hạt điều sống này không biết là mình làm món gì được ta. Cách chiên lạp xưởng cây lạy không cần dùng dầu ăn mà cục lạp xưởng cực kỳ bóng bẩy. Đây là bịch lạp xưởng tôi mua của lạp xưởng Khôi Nguyên, giá 1 ký tôi mua chưa tới 150 nữa mọi người, mà hai bịch mới là 1 ký nha. Và để chiên lạp xưởng không cần dầu, mình chỉ cần một chén nước thôi. Không biết ở quê của mọi người gọi cái cách này gọi là cách gì, còn quê tôi gọi là lăn lạp xưởng, là mình cứ liên tục lăn cục lạp xưởng nó qua lại vậy nè mọi người, cho đến khi nào nó ráo nước lại. Và khi mà nó ráo nước lại rồi á thì mỡ nó sẽ tiết ra nữa nha. Nhưng mà lạp xưởng Khôi Nguyên nó 80% nạc và chỉ có 20% mỡ thôi, cho đến khi nào mà nó kiểu dính dính như này mọi người, nó bóng bẩy lên là được nha mọi người. Các bạn cứ để lửa riu riu là nó sẽ ra y chang tôi, là không cần phải chiên với dầu. Tôi cắt cho mọi người coi cái trứng muối bên trong nó ngập ủ như vậy luôn nè. Tôi mua là nửa ký trứng muối và nửa ký là nạc truyền thống nha mọi người. Ăn kèm với củ kiểu là đúng chuẩn luôn. Lạp xưởng tươi chỉ có cái vị ngọt nhẹ, không quá ngọt như là mọi người tưởng tượng đâu. Ăn kèm với lại củ kiểu hoặc là cải chua chua nhẹ nhẹ mọi người, ăn kèm với cơm nữa ta nói đúng bài luôn, 10 điểm không có nhưng. Các bạn cắn vô một cái thôi ngập răng mà cục lạp xưởng nó cực kỳ to lên như vậy nè mọi người. Khi mà mình chiên xong nó không hề bị teo tóp gì lại hết trơn á nha. Trứng muối thì bùi bùi dẻo dẻo và nó không hề bị mặn nên là ăn cục lạp xưởng còn cảm giác được cái độ tươi luôn. Cái này mình chỉ cần bỏ ngăn đá tủ lạnh thôi là ăn được tới 3 tháng, lượng bằng ngăn mát là bảo quản được cho mọi người là tới 1 tháng. Bánh tráng sa tế Long An mang bánh tráng sa tế lên một tầm đỉnh cao khác. Với cái món bánh tráng này tôi sẽ rang đậu phộng nha mọi người, xong rồi áo một cái lớp đường bên ngoài nè. Lúc mà rang lên nhớ bỏ thêm một xíu bột bắp chà đường nó áo bên ngoài nha. Thật sự ở Sài Gòn mà tìm được cái bánh tráng sa tế Long An là phải đỏ con mắt nha mọi người. Và tôi là quê Long An nên là tôi đã ăn cái bánh tráng này từ nhỏ rồi. Bạn nào mà đi Long An á thấy dọc ngoài đường bán bánh tráng sa tế nó không phải đâu, nó chỉ có đúng một chỗ bán sa tế Long An ngon thôi. Bịch nửa ký tôi mua ở Vua Bánh Tráng, và khi mua về bánh sẽ được hút chân không. Bạn ngồi bơi ra một tí là nó cực kỳ nhiều luôn nha mọi người ơi. Nhìn từng cái miếng bánh tráng mà đặc sệt cái lớp dầu á, nhìn như vậy thôi nhưng mà không hề bị nhiều dầu hoặc là bứ dầu đâu. Chỉ cần nghe cái mùi thôi là nước miếng nó động ở cuốn lưỡi rồi. Ăn vô đũa đầu bạn sẽ thấy không có quá cay đâu, nhưng mà ăn từ đũa thứ ba thứ tư vô thôi là hết hà nha, nhưng mà rất là dính luôn. Sợi bánh tráng thì mềm mềm nhưng mà lại không quá dai và bánh tráng vơi xương. Áo lớp dầu đều có trộn gia vị và có tỏi nữa, rất là thơm. Khác với bánh tráng trộn là nếu bạn trộn càng nhiều đồ ăn vô thì nó càng ngon, thì bánh tráng Long An thì mình không nên trộn cái gì vô hết, mình chỉ nên ăn bánh tráng thôi. Và ăn kèm trứng cút với đậu phộng là ngon nhất. Và đỉnh cao là cái dầu ở đây làm không bao giờ bị gắt dầu nha, và cái sợi bánh tráng lúc nào nó cũng mềm mại vậy nè. Nơi bán bánh tráng phơi xương mà có tép mỡ được mệnh danh là ngon nhất tấp tấp. Liệu sơ sợ có phải là như vậy hay không, nhưng mà quá trời người comment vô kêu tôi review bánh tráng nhà An Shop. Nhận được là biết thời của mình cũng tới rồi nha, đỉnh cao của tấp mỡ. Và tôi có mua thêm combo bánh tráng sa tế tấp mỡ và combo bánh tráng muối hành phi. Mà cái combo bánh tráng muối hành phi là tận 3 chai bơ lận nha, và bơ được bỏ trong cái hũ. Ăn là cứ xịt ra thôi, rất là tiện lợi luôn. Tấp mỡ của nhà An Shop sẽ là tấp mỡ mắm tỏi, và đi kèm theo sẽ là mấy cái bịch ớt ngào cho bạn nào thích ăn cay. Và điểm cộng lớn nhất là nước sốt được áo đều cái lớp tép mỡ luôn. Tấp mỡ rất là to và có cả phần da và mỡ. Bánh tráng bên nhà An Shop tôi thấy chỉ có 300g thôi, nhưng mà đặc biệt rất là dẻo cho mọi người và rất là dễ mở nè. Mọi người thấy tôi mở ra chưa, dễ dàng nhưng mà rất dẻo. Sau đó là cho tép mỡ mắm tỏi rồi sa tế rồi hành phi rồi bơ vào nữa nha. Cái bình bơ bên đây nó rất là tiện luôn, ăn xong là cứ đẩy nắp lại là được à. Muối hành phi bên nhà An Shop là sẽ nhiều hành phi hơn là ruốc và sẽ có vị cay nhẹ nên rất là thơm hành phi. Và đây tôi sẽ cho mọi người nghe âm thanh của sự tuyệt vời.
U là trời, tao nói cái sớt mắm tỏi được phủ bên ngoài tép mỡ, nó giòn mà nó cực kỳ thơm. Và đặc biệt là chỉ cay nhẹ thôi và không hề mặn nha. Ăn kèm với bánh tráng là cực kỳ hợp. Cái chiếc máy hút bụi của nhà đề ma hot nhất top top, chỉ với một đầu link sản phẩm mà bán được hơn 100.000 sản phẩm với lượt đánh giá là 4.8 sao trên 5 sao. Dây con này sẽ dài 3.6m nha, có tay cầm nối dài luôn. Thiết kế rất là nhỏ gọn, tiện dụng và dễ xài nữa nè mọi người. Mình cứ mở ra mở vô vậy thôi là thành một cái máy chiếc bụi cầm tay. Đi kèm sẽ là ba đầu hút. Đầu thứ nhất là hút khe kẹt, những cái nơi nhỏ nhỏ mà mình không thể quét tới. Máy hút bụi của nhà đề ma còn hút được cả lông mèo, tóc các kiểu nha, rác lớn cũng được luôn. Hút bụi trong vòng 3 giây, chỉ với một lần chạm thôi là mình có thể lấy được lõi lọc ra ngoài rồi nha. Học chứa rác là 1.2L nên chứa cũng là được nhiều rác. Lõi lọc này là hút được cả bụi mịn, bụi nhỏ, bụi mà mắt thường mình không nhìn thấy được nè. Nào tôi đập cho mọi người coi, quá trời bụi luôn. Đầu hút thứ hai sẽ là đầu hút dẹp nha mọi người. Đầu này sẽ hút ở trên mặt phẳng bự nè, rộng nè. Đối với rác to tôi nghĩ các bạn nên nhấc cái chân máy nó lên một xíu nha để nó hút vô luôn. Tiếp theo là một cái đầu hút có lông bàn chải ở phía trên. Với cái đầu hút này mình có thể hút được ghế sofa, rèm cửa các kiểu. Đối với những chiếc gói mà bị dính bột lên như vậy chỉ cần phải một lần chà qua thôi nha là sạch gần như 70%. Những sợi lông cứng sẽ chà sát vô trong cái sới giải, sau đó máy sẽ hút bụi đi vô trong luôn. Và đây tôi sẽ test lực hút của cái em máy hút bụi đầy ma này. Đây nha, cái thớt nặng 1.5kg nha mọi người ơi. Trời ơi, nó hút lên một cái nè mấy bà nhìn đi. Cái này là tôi đang cố gắng tua nhanh lên 2x đó mấy bà. Rồi đây, với một cái thớt nặng hơn và to hơn, diện tích tiếp xúc sẽ rất là bự so với cái máy hút bụi luôn. Cụ thể đây là phần thớt gỗ đặt trọng lượng là 2kg nha, nó vẫn hút lên một cái ọt luôn nè mọi người ơi. Đã vậy tôi còn bỏ thêm đồ vô nữa. Đau không? Thiệt sự đau. Cái máy bụi mà tụi mình tập bà không á. Quá xịn quá máy bụi. Tầm nháp bình dân. Ngon Ngon Bakery, shop bánh tráng đầu tiên của top top. Dám sử dụng bơ ngọt trong bánh bông lan, ăn chung với bánh tráng vơi xương muối hành phi. Nghe thôi là đã thấy kỳ cục rồi, không biết liệu có ngon hay không. Muối hành phi bên đây tôi thấy được cải tiến hẳn hoi luôn nha, rất là ráo. Hành phi thì không hề bị bột nhưng lại không bị dầu. Nói nghe còn hết hồn nữa nè, combo tôi mua chỉ có 88 cành thôi mà tận 3 túi bơ. Một chai sốt và 300g bánh tráng vơi xương. Bánh tráng vơi xương bên đây cực kỳ dẻo và mỏng luôn mọi người ơi. Nhìn tôi xé là biết rồi nè. Bánh tráng mỏng có đôi da nhất định, tôi để 5 ngày sau mở ra nó vẫn dẻo luôn mọi người. Đây, muối ruốc hành phi là không hề bị nát nha. Phần ruốc, phần hành phi kiểu như đã được lọc sạn luôn nên nhìn rất là đẹp. Màu hành phi sẽ hơi đậm nhưng mà không hề bị đắng nha. Tôi thấy vị ruốc hành phi này nó sẽ hơi nhạt á mọi người nhưng mà không có bị ngọt. Cái này là tôi xin bái phục về cái sự sáng tạo nha. Cái này là dùng bơ bánh bông lan á mọi người. Bơ sẽ có màu vàng trong bóng bánh khác hẳn với bơ trứng bình thường. Đặc biệt hơn, thay vì dùng bơ trứng có vị béo mặn ở những chỗ khác thì bơ bánh tráng ngon ngon này dùng cái bơ trong bánh bông lan á mọi người. Béo và ngọt là hai vị đặc trưng của cái bơ này luôn. Ê, nhưng mà cực kỳ ngon luôn nha. Muối hành phi bên đây sẽ nhạt nhạt, không có thiên ngọt nên ăn cùng với bơ béo cực kỳ hợp. Cái nước sốt chấm này nè, đặc trưng là vị chua luôn hay sao mọi người, nhưng mà tôi ăn vô rất là hợp, còn ăn không thì nó không có hợp nha. Nếu như mà chấm bánh tráng không thì tôi thấy nó hơi chua. Nhưng mà combo này thiệt sự quá rẻ, 99 cành mà được 3 bịch bơ rồi hổ nước sốt nữa. Thử thách làm nguyên một cái chảo xúc xích nướng phô mai khổng lồ. Nha, ăn thì nhanh chứ khâu chuẩn bị lâu nha mọi người. Cái mâm này tôi sẽ bỏ vô nồi lẩu nha. Tôi có mua cái set làm lẩu tteokbokki luôn đó rồi. Bây giờ mình sẽ bỏ vô hết nha, cho thêm một xíu cà rốt nè rồi bắt đầu mình sẽ đổ tteokbokki vào rồi cho viên thả lẩu vô luôn hả. Tất nhiên sẽ bỏ kim chi và nêm nếm lại nha mọi người, tại cái sốt này á nó không có phải là đậm vị như là tôi thích ăn. Bây giờ thì mình sẽ bỏ vô chiên xúc xích thôi. Và cái bếp này là tôi dùng là bếp điện của nhà bia nha mọi người. Nó nấu được 2 ngăn luôn, một ngăn để nướng còn một ngăn là để nấu lẩu. Cái bếp này nó siêu to luôn, ăn được tầm từ 5 đến 7 người lận. Và cái mặt nướng là sẽ nóng đều luôn chứ không phải là tập trung vào một chỗ đâu nên lẩu thôi nha là bỏ được dung tích là 3 lít. Sự khác nhau của ở nhà mình tự làm đó chính là mình được bỏ phô mai thoải mái luôn. Chính xác là tôi bỏ 1 kg phô mai vô đây nha. Rồi bây giờ thì mình ăn thôi, nhớ rủ con bạn thân mình làm chung món này ăn nha. Xúc xích mà chiên cùng với phô mai thì nó đậm sự béo ngậy nha. Là phần top up kia tôi bỏ vô thêm kim chi rồi phủ thêm phô mai vô rồi điểm cho sự đỉnh cao. Trời ơi, đi đâu cũng phô mai ngập tràn béo lắm luôn á mọi người ơi, nhưng mà ngon lắm nha. Nhất định là phải có một cái nồi và một con bạn thân để rủ nó ăn cái món này chung nha. Đỉnh cao với xe cá viên chiên đầy ắp nổi tiếng nhất quận 10. U là trời, team nào mà ghiền cá viên chiên là không thể nào bỏ qua cái clip này mọi người ơi. Nhìn cái tủ cá viên chiên nè, mà topping nó không có giới hạn trong cái tủ đâu mọi người ơi. Nó nằm ra mấy cái rổ bên ngoài luôn nha. Nó siêu dài ra vậy nè. Trời, nhìn cái mâm trứng cút là tôi thấy mà lem rồi. Tới đây mình sẽ được cho cái tờ giấy xong rồi mình liền vô nha. Sốt mắm ở đây là độc quyền luôn đó. Sau khi được chiên cá viên chiên vô rồi, được xào sơ chung với cái sốt nữa. Ở đây các bạn có thể dặn cay vừa hoặc là cay nhiều, mặn vừa hay là mặn ít, nhưng mà tôi thấy ngon nhất là mặn vừa với lại cay nhiều mọi người. Đối với những cái đứa mà thích ăn cay như tôi, mà ta nói cái quán này đi tầm chiều thôi nha mọi người là siêu đông luôn á. Lúc tôi đi là đã tối rồi đó. Hộp tôi mua giá sẽ là 140 cành mà quá trời như vậy nè. Nhìn quầy tương với đồ chua là mấy bạn biết cái lượng khách ở quán đông cỡ nào rồi á. Định là phải chọn vô cái phần tấp mỡ nữa cho tôi nha mọi người ơi. Và công nhận là cá viên chiên ở đây rất là đậm đà mọi người ơi. Tôi thích cái sốt ở đây cực kỳ luôn. Tương ở đây có cả mayonnaise nữa nha mọi người, nhưng mà tôi nghĩ ở đây mà nó có xào mì chung nó là ăn đúng đỉnh cao luôn đó mọi người.